Xin giới thiệu với các bạn chọn bộ một cái bộ phụ tùng hệ thống treo lò xo. Đây là một dạng hệ thống treo giảm xóc dành cho xe 3-4 bánh nhé. Các bạn lưu ý đây là một dạng treo lò xo dành cho xe 3-4 bánh. Hệ thống này được tương ứng với cái dạng hệ thống treo phụ thuộc trên ô tô nhé. Cái ưu điểm của bộ này thì cái khả năng nhún rất là tốt, hấp thụ giảm xóc rất là tốt. Nó đi kèm thêm một cái bộ giảm giật màu đen này. Cái này thì nó có tác dụng là xuống thì rất là nhanh nhưng khi hồi lên là rất là chậm. Nó tránh cho những cái tình trạng những cái lò xo này bị xuống nhanh và hất lên rất là xóc, thì nó sẽ có một bộ hấp thụ nhiệt, hấp thụ giảm xóc như này. Đấy. Sản phẩm thì bên em rất là đầy đủ nhé. Tất cả những cái phần đỡ lò xo đều có những cái miếng cao su như thế này. Nó sẽ êm đi rất là nhiều. Đấy. Ví dụ như đây. Thì bình thường là các bạn mua là có thể sẽ không có những cái phụ kiện này để nó bớt giá thành đi. Thì các bạn mua là sẽ không bao giờ có. Hoặc là có những cái miếng sắt như này, người ta cũng không bọc cao su luôn mà chỉ có miếng sắt không thôi. Cái này là cao su, ở trong là lõi sắt. Đấy, đây. Trong này là lõi sắt này. Đấy, thì các bạn mua là sẽ thường là người ta sẽ làm bớt đi để giảm giá thành. Đấy, ví dụ trồng lên một cái miếng cao su này thì nó sẽ đến một cái miếng sắt như thế này. Đây. Đấy. Và phía dưới kia cũng tương tự. Cái phần cong lõm như này là phần hàn và cầu. Còn cái phần mặt phẳng này là hàn lên khung. Đấy, nó phẳng như miếng phẳng này. Là hàn lên khung nhé. Còn cái miếng cong, người ta sấn cong như này để hàn lên cầu. Úp vừa với cái cầu. Thì một bộ nó sẽ là như vậy các bạn nhé.